tin khẳng định nga sẽ truy lùng kẻ chủ mưu vụ việc ở moscow nga tấn công phá hủy trung tâm kiểm soát ẩn giấu của ukraine trong đêm năm kịch bản pháp đưa quân tham gia trực tiếp xung đột tại ukraine ukraine nói tuyến đường sắt nga-krim sắp hoàn thành hezbollah có thể phóng 5.000 quả tên lửa tấn công israel lên kế hoạch tác chiến kính chào quý vị. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Nội vụ Nga ngày 2 tháng 4, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moscow cần bắt giữ không chỉ những đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công kinh hoàng vừa xảy ra cuối tháng trước mà còn phải truy lùng các đầu mối để tìm ra chủ mưu. Đồng thời, ông cũng chỉ đạo phải có một cách tiếp cận mới đối với các vấn đề nhập cư, phát biểu tại cuộc họp ông chủ điện kremlin tuyên bố chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được kẻ chủ mưu ông nhấn mạnh những kẻ được thuê là công cụ mà đối thủ dùng để chống lại nga nhưng đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi chủ nhân điện kremlin nói họ đang làm bất cứ điều gì vì tiền không bị chi phối bởi bất cứ lý do tôn giáo hay chính trị nào chỉ vì tiền mà thôi ngay trong đầu tháng này tổng thống putin nói với các cảnh sát trưởng rằng mục tiêu của cuộc tấn công là gieo rắc bất hòa bài ngoại và bài hồi giáo ở nga theo tổng thống Nga, hệ thống quản lý nhập cư cần được cải thiện vì giấy phép lao động đôi khi được cấp cho cả người có tiền án nghiêm trọng. Tổng thống Putin nói: "Chúng ta cần cập nhật và triệt để cách tiếp cận đối với chính sách nhập cư. Ông cho biết một số người hầu như không có kiến thức về Nga hoặc văn hóa Nga vẫn được phép làm việc mà không bị kiểm tra. Ông nói: "Nguyên tắc mang tính quyết định là chỉ những người tôn trọng truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của chúng ta mới có thể đến sống và làm việc ở Nga." Tuy nhiên, có vẻ Nga sẽ ngày càng cần nhiều lao động nhập cư hơn. Trong mấy thập kỷ qua, hàng triệu người từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á di cư đến nhiều thành phố lớn của Nga để làm những công việc như lái taxi, dọn dẹp, cắt tóc hoặc làm đẹp. Ông Putin nói thêm: "Cần đảm bảo lợi ích và an ninh của nhà nước và xã hội, bảo tồn và duy trì sự hòa hợp giữa các sắc tộc và tôn giáo, bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta. Đó là sức mạnh của Nga." Cũng liên quan đến vụ việc trên, hãng tin RT dẫn thông cáo từ tòa án quận Basmani thuộc Moscow viết rằng nghi phạm thứ 10 bị bắt vì liên quan tới vụ việc cuối tháng trước. Tên là Yusuf Joda Yakubizuni, quốc tịch Tajikistan, dự kiến người này sẽ bị giam giữ cho tới ngày 22 tháng 5 với cáo buộc tham gia tổ chức hành vi cực đoan. Theo thông cáo trên, đối tượng Yusuf Joda vài ngày trước khi vụ việc ở Moscow xảy ra, được cho là đã thực hiện việc chuyển tiền cho một trong các nghi phạm. Sau thời điểm vụ tấn công, YouTube Yoda lại chuyển thêm một khoản tiền nữa cho một nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ việc. Cũng theo thông tin từ cơ quan này, YouTube Yoda đã có vợ và ba con. Trong lúc bị cảnh sát nga bắt giữ vào tuần trước, đối tượng có hành vi chống đối và từ chối cung cấp các giấy tờ tùy thân. Thưa quý vị, tỉnh Kharkov của Ukraine đã chứng kiến các cuộc tấn công của nga kể từ đầu cuộc xung đột và ghi nhận các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây. Thị trường Kharkov, Igor Terekov xác nhận hầu hết cơ sở hạ tầng chiến lược trong thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Đêm ngày 1 tháng 4, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy nhiều mục tiêu ở trung tâm thành phố Kharkov. Các mục tiêu bị tấn công trong thành phố được cho là bao gồm cả những trung tâm kiểm soát được ẩn giấu của Ukraine. Theo SF, quân đội Nga cũng tấn công nhiều cơ sở quân sự của Ukraine ở thị trấn Kazachia Lopan, nằm gần biên giới Nga. Cuộc tấn công nhằm vào làng Borovaya, thuộc khu vực Izium, cũng đã phá hủy một cơ sở quân sự của Ukraine. Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov xác nhận hầu hết cơ sở hạ tầng chiến lược trong thành phố đã bị phá hủy. Hình ảnh công khai đã xác nhận thiệt hại nặng nề đối với nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực Kharkov, Zmievskaya TPP, khi nó bị tấn công vào gần cuối tháng 3. Công ty Centronego của Ukraine xác nhận nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả các khối năng lượng đều bị phá hủy và các thiết bị phụ trợ cũng bị hư hỏng. Cũng trong ngày 1 tháng 4, thông tin một cây cầu ở gần thành phố Huliaipol, vùng Zaporizhia, bị quân đội Nga phá hủy, đã được SF thông tin. Đoạn video công khai cho thấy màn không kích chính xác của quân đội Nga đã phá hủy cây cầu. Được biết, cây cầu sắt này được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Theo SF, cuộc tấn công được cho là thực hiện bằng bom trên không với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. Cuộc tấn công chính xác đã phá hủy cây cầu nhỏ, vốn là mục tiêu cực kỳ khó khăn đối với bom trên không. Việc cây cầu bị phá hủy sẽ gây khó khăn cho lực lượng vũ trang Ukraine trong việc cung cấp thiết bị quân sự vào luân chuyển quân. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, các lực lượng Nga đã gia tăng đáng kể những cuộc tấn công bằng bom lượn vào các vị trí trên chiến trường Ukraine trong năm 2024. Chiến thuật giải thảm bom lượn cũng được ISVK đánh giá đã đạt hiệu quả trong chiến thắng của Nga ở thành phố chiến lược Adipka hồi tháng 2. ISVK cũng thừa nhận bom lượn cho phép Nga tiêu diệt các mục tiêu và tiến công qua các đống đổ nát. Đó cũng là lợi thế chính của Moscow trên chiến trường ở thời điểm hiện tại. Theo trang tin Business Insider, Nga sở hữu nhiều loại bom lượn, trong đó có những quả nặng tới gần 3 tấn. Chiến thuật bom lượn cho phép Nga tấn công lực lượng Ukraine từ một khoảng cách an toàn mà không cần mạo hiểm đưa các chiến đấu cơ đến gần hệ thống phòng không của Ukraine. Cách hiệu quả nhất để đánh chặn loại vũ khí này là bắn hạ các chiến đấu cơ trước khi chúng kịp thả bom. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine phải đưa hệ thống phòng không đến gần tiền tuyến hơn, nơi các hệ thống này dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công. Ukraine cũng sẽ phải điều động nguồn lực phòng không hạn chế khỏi các khu vực khác trong khi đó, Ukraine cũng đang thiếu hụt đạn dược trầm trọng. Cơ quan an ninh liên bang FSB cùng Hải quan Nga đã chặn đứng một kênh buôn lậu xuyên biên giới nhằm đưa chất nổ do nước ngoài sản xuất vào nước này từ Ukraine theo lộ trình qua các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU. Hãng tin TASS dẫn thông báo của FSB nêu rõ chất nổ được ngụy trang giấu trong các bức tranh thánh và đồ dùng trong nhà thờ chính thống giáo. Thông cáo cho hay lô hàng được vận chuyển theo lộ trình Ukraine, Rumani, Hungary, Slovakia, Ba Lan, Litva, Latvia, Nga. Có 27 thiết bị nổ tự chế đã sẵn sàng được sử dụng, được ngụy trang thành các bức tranh thánh. 70 kg thuốc nổ dẻo công suất cao được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp. 91 ngòi nổ điện và các bộ phận khai hỏa dành cho súng chống tăng RPG-7. Hãng tin TASS dẫn lời một chuyên gia về chất nổ cho biết, chất nổ dẻo là Hesogen, có sức nổ cao và mạnh hơn 50% so với TNT trọng lượng của chất nổ thu giữ được đủ để làm nổ tung một khu chung cư 5 tầng. Trong khi đó, hãng tin Sputnik cho biết một người liên quan hành vi phạm tội đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra thuộc FSB phụ trách tỉnh Pskov đang điều tra hình sự về vụ án khẳng định tất cả những kẻ tổ chức và đồng phạm, bao gồm cả công dân nước ngoài, sẽ bị đưa vào danh sách truy nã và bị truy tố theo luật pháp Nga. Sau vụ tấn công kinh hoàng ở ngoại ô Moscow diễn ra vừa qua, Bộ Nội vụ Nga đã cấp tốc hoàn tất soạn thảo dự luật siết chặt kiểm soát trong vấn đề người nhập cư. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Volk nêu rõ dự luật mới có tên gọi về điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh vào từ Liên bang Nga của công dân nước ngoài và người không có quốc tịch cũng như điều kiện lưu trú và tạm trú của những người này trên lãnh thổ Liên bang Nga. Dự luật mới mở rộng cơ sở pháp lý để sử dụng các biện pháp và phương tiện hiện đại trong kiểm soát việc nhập cảnh và lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Cụ thể, nga sẽ áp dụng phương pháp nhận dạng sinh chắc học trong thủ tục nhập cảnh vào nước này theo dự luật nga sẽ tiến hành lập hồ sơ số hóa đối với người nước ngoài đặt chế độ lưu trú có kiểm soát ở liên bang nga đối với một số nhóm công dân nước ngoài tăng cường kiểm soát đối với người sử dụng lao động hoặc dịch vụ sử dụng lao động nước ngoài các lệnh cấm đối với người nhập cư trái phép cũng như lệnh cấm các cơ quan chính phủ tổ chức cá nhân và pháp nhân cung cấp dịch vụ cho những người vi phạm luật nhập cư dự luật mới cũng đề xuất một loại giấy tờ tùy thân duy nhất cho người nước ngoài trên lãnh thổ Liên bang Nga thay thế cho tất cả các loại giấy tờ hiện tại nhằm xác nhận quyền cư trú và làm việc tại nước này. Tổng thời gian tạm trú của người nước ngoài tại Liên bang Nga hiện nay sẽ không quá 90 ngày trong vòng 1 năm, trong khi quy định hiện hành là 90 ngày trong vòng 6 tháng. Tài liệu này cũng đề xuất người nước ngoài sẽ phải chấp nhận khả năng bị hạn chế quyền nhập cảnh vào Nga, lưu trú và cư trú tại nước này trong trường hợp vi phạm luật pháp Nga bộ nội vụ cũng đề xuất áp dụng lệnh trục xuất đối với người phạm tội hoặc những người gây ra mối đe dọa an ninh cũng như người không muốn nhập cảnh và lưu trú tại liên bang nga những người gây ra mối đe dọa an ninh nhưng ở bên ngoài nước nga hoặc không rõ địa điểm một điểm khác của dự thảo là đưa việc giám sát hành chính đối với hoạt động cư trú của công dân nước ngoài tại nga vào nhiệm vụ của cảnh sát đặc biệt tất cả các cơ quan chính phủ tổ chức và công dân đều có thể nhận được xác nhận trực tuyến về việc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại nga đây sẽ là cơ sở để cung cấp dịch vụ công và thương mại cho người nước ngoài. Theo thống kê, có khoảng 6,5 triệu công dân nước ngoài lưu trú ở Nga trong năm 2024, trong đó chủ yếu lao động đến từ các nước Trung Á, Châu Á. Số lao động nhập cư thường tăng lên vào mùa hè. Quân đội Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine, nhưng tất cả các tên lửa đã bị bắn hạ. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, Sergei Popko cho biết, đây là cuộc tấn công lớn đầu tiên trong những tuần gần đây nhằm vào thành phố bằng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ông nói, sau hơn một tháng tạm dừng, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào Kiev. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, việc giải quyết hậu quả đang được tiến hành. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine cho biết, phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ 31 tên lửa nhắm vào thủ đô, trong đó có một tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa siêu thanh kiên gian, 29 tên lửa hành trình KH-101, và KH-555. Không chỉ Kiev bị tấn công, theo hãng thông tấn RIA Novosti, ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào We Are Together tại Zaporizhia cho hay, Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine cố thủ ở trung tâm Rapotino. Theo ông, các đơn vị tác chiến của Nga ở mặt trận này đã bắt đầu chiếm ưu thế trong xung đột. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang cố gắng bù đắp tình trạng thiếu đạn dược bằng cách huy động ồ ạt máy bay không người lái tấn công. Ngoài ra, Họ giảm mạnh tần suất sử dụng khí tài hạng nặng và đang tích cực triển khai bộ binh. Ngoài ra, news.ru dẫn thông tin từ kênh Telegram Geroman cho biết thêm, quân đội nga đã củng cố vị trí của mình tại ngôi trường duy nhất còn sót lại ở Ravotino. Việc kiểm soát được ngôi trường này đồng nghĩa với việc kiểm soát cả làng. xuyên suốt vài tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhiều lần phản công nhưng không thể giành lại vị trí này từ tay nga. Trong khi đó, lực lượng nga vẫn đang chờ viện binh từ cánh quân phải hiện tác chiến trên con đường vừa bầu dẫn đến Rabotino. Đây là một phần kế hoạch với mục đích bao vây lực lượng Ukraine tại khu vực giữa Rabotino, Novoprokopovka và Verbovoy, nơi có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang đào hầm trú ẩn. Theo Wall Street Journal, Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn bất khả thi, nhường lại lãnh thổ để cứu mạng sống của người dân, hay tiếp tục tranh giành lãnh thổ bằng cách hy sinh binh sĩ. Các nhà lãnh đạo Ukraine đã thể hiện quyết tâm chiến đấu để giữ vững mỗi tấc đất trên lãnh thổ. Tuy nhiên, sự thật là quân đội của họ đã suy kiệt sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái và các gói viện trợ đang bị đình trệ. Trong khi đó, Nga với lực lượng quân sự và nền kinh tế trên đà phát triển đang gây áp lực lớn lên lực lượng vũ trang Ukraine. Tờ New York Times cho biết, tương tự như Bakhmut và Adipka, Raputino, nơi có dân số khoảng 500.000 người trước chiến tranh, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trong suốt giao tranh, giới chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang chỉ hoãn quá lâu trong việc bảo vệ các khu vực như vậy họ liên tục điều binh sĩ và đạn dược bám trụ ở những nơi còn rất ít giá trị chiến lược. Tuy nhiên, đối với lực lượng vũ trang Ukraine, khu vực xung quanh Rabotino vẫn đáng để chiến đấu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái drone tại Cộng hòa Tatarstan, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga và cách Ukraine hơn 1.100 km vào sáng sớm mùng 2 tháng 4. Cụ thể, một số drone được cho là của Ukraine đã tấn công các nhà máy ở hai thành phố Jelabuga và Nisnekams thuộc Cộng hòa Tatarstan, cách thủ đô Moscow hơn 800 km về phía đông. Đài RBC đưa tin các vụ nổ được nghe thấy từ đặc khu kinh tế Alabuga. Trong khi đó, một số ký túc xá của một trường cao đẳng bách khoa tại Jelabuga bị hư hại, khiến các sinh viên phải sơ tán. Đây là lần đầu tiên nước Nga ghi nhận các vụ tấn công bằng drone nằm sâu bên trong lãnh thổ như vậy. Trước đó, Moscow được cho là khu vực sâu nhất trong lãnh thổ Nga bị drone tấn công, nhưng thủ đô Nga chỉ cách Ukraine hơn 500 km. Các máy bay không người lái mới do Ukraine sản xuất được cho là UAV có tầm hoạt động xa nhất mà Kiev sở hữu. Vào tháng 8 năm ngoái, hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển một loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 700 km. Sau đó, nhà sản xuất vũ khí Ukroboronprom của Ukraine tuyên bố đã sản xuất UAV tầm xa có phạm vi tấn công 1.000 km, loại vũ khí có thể gây ra thách thức thực sự cho lực lượng Nga. Nhà phân tích về Nga, đồng thời là lãnh đạo đội ngũ tình báo không gian địa lý cho Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, George Barros nhận định với Fox News rằng chắc chắn 100% cuộc đua vũ khí tự động do AI điều khiển đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã có một số bằng chứng cho thấy một số máy bay không người lái mà nga và ukraine sử dụng có tích hợp ai trong khi chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy ai được tận dụng cho các khả năng tấn công thì nó đã được sử dụng để nhận các thông tin tình báo chiến trường bằng cách xác định các loại vũ khí và máy móc khác nhau của đối phương chuyên gia barus giải thích hiện tại có một số biện pháp để đánh bại uav trong đó có phá hoại tần số liên lạc mà những người vận hành từ xa sử dụng để điều khiển uav Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ AI có thể khiến UAV được lập trình trước để xác định và tấn công các mục tiêu nhất định mà không cần liên lạc với người vận hành. Ông Barus cho biết ông không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về việc liệu Nga hay Ukraine đang dẫn trước trong cuộc đua AI, nhưng ông nhận định xung đột hiện đại đang thúc đẩy các bước tiến của công nghệ này. Theo báo The Kiev Independent, vừa qua, thị trưởng thành phố Kharkov, ông Ihor Terekhov cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố Kharkov, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Trước đó, ông Terekhov thông tin các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện và tất cả trạm biến áp điện ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Kharkov đã chứng kiến các cuộc tấn công của Nga kể từ đầu cuộc xung đột và ghi nhận các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây. Theo ông Terekhov, Tình hình hiện nay của ngành năng lượng trong thành phố Kharkov đang rất khó khăn. Các trung tâm hỗ trợ nhân đạo ở Kharkov hoạt động suốt ngày đêm. Nga đã tấn công Kharkov và khu vực xung quanh bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như mỗi ngày trong những tháng gần đây. Khi được hỏi về lý do Nga tăng cường tấn công, thị trưởng Kharkov cho biết ông không rõ kế hoạch của Nga. Ông Terekhov nói, cơ sở hạ tầng năng lượng tư nhân cũng bị phá hủy. Nga muốn đe dọa chúng tôi, nhưng điều này là không thể. Có một chi tiết đáng chú ý là Điện Kremlin từng tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm, qua đó giúp các vùng của Nga nằm ngoài tâm bắn của Ukraine. Hồi tháng 1, nhiều tài khoản mạng xã hội ủng hộ Nga cũng kêu gọi Moscow thiết lập vùng đệm an ninh ở tỉnh Kharkov nhằm ngăn cản lực lượng Ukraine nã pháo vào các mục tiêu ở Belgorod sau nhiều lần khu vực này liên tiếp bị bắn phá. Nga từng kiểm soát phần lớn tỉnh Kharkov vào giai đoạn đầu xung đột, song đã phải rút khỏi khu vực này sau cuộc phản công chớp nhoáng của quân đội Ukraine hồi tháng 9 năm 2022. Thomas Newdick, chuyên gia quân sự của tờ Warzone, cũng cho rằng Kharkov là lựa chọn hiển nhiên nếu quân đội Nga muốn thiết lập vùng đệm an ninh tại Ukraine, do đây là khu vực giáp với tỉnh Belgorod. Để có thể tạo vùng đệm ở Kharkov, Nga sẽ phải mở chiến dịch tấn công quy mô lớn để chiếm khu vực này. Sau khi để mất Adipka, quân đội Ukraine đang dồn lực phòng thủ ở các mặt trận khác, gồm cả tỉnh Kharkov, khiến các nỗ lực tiến công của Nga càng gặp nhiều thách thức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Kiev đang xây dựng ba lớp phòng thủ dọc tiền tuyến nhằm chặn đa tiến của quân đội Nga. Ông cho hay phòng tuyến không gói gọn trong vài km mà trải dài hơn 1.000 km, mạng lưới hầm hào, công sự phải đủ vững chắc và chống chịu được thay đổi thời tiết, cũng như các loại khí tài được đối phương huy động. Người dân ở tỉnh Kharkov cũng bày tỏ tin tưởng Nga sẽ không chiếm được khu vực này như hồi đầu xung đột bùng phát. Antonina Kripuskina, một cư dân địa phương ở đây cho biết, Kharkov sẽ không bao giờ trở thành vùng xám và sẽ luôn thuộc về Ukraine. Trong trường hợp Nga vẫn quyết tâm thiết lập vùng đệm ở Ukraine bất chấp các thách thức, Moscow nhiều khả năng sẽ phải bổ sung thêm lực lượng ở mặt trận Kharkov và khiến khu vực này trở thành điểm nóng mới trên chiến trường trong thời gian tới. Theo báo Pravda của Nga, Moscow coi trọng lời đe dọa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc cử binh lính tới Ukraine. Trước đó, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei narishkin cho biết 2.000 binh lính Pháp đã được chuẩn bị để gửi đến Ukraine trong đợt đầu tiên. Những lời đe dọa này từ Pháp trùng hợp với một hoạt động quân sự kết hợp của lực lượng vũ trang Ukraine và Tổng cục Tình báo Ukraine ở biên giới với khu vực Bengorod và Kursk, cũng như các cuộc tấn công lớn vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ của Nga để trả đũa, Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công trên không trong những ngày gần đây bằng cách sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geranium, tên lửa siêu thanh Kinza và tên lửa hành trình Iskander. Pháp đã nói rằng Ukraine đang bốc cháy. Theo các nguồn tin Ukraine, các cuộc tấn công đã nhằm vào các trung tâm kiểm soát ở Kiev và Kharkov, đặc biệt là trụ sở của Tổng cục Tình báo Ukraine. Các nguồn tin nói với Ria Novosti rằng các chuyên gia nước ngoài và sĩ quan tình báo quân sự liên quan đến các cuộc tấn công vào vùng Bengorod đã thiệt mạng ở Kharkov. Tiếp đó, Nga tiếp tục tung đòn tấn công lớn giáng vào hệ thống năng lượng Ukraine nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện cũng như các trạm biến áp chính. Nhiều mục tiêu quan trọng đã bị ảnh hưởng. Pravda nói rằng một tín hiệu đã được gửi đi rằng Liên bang Nga có kế hoạch phá hủy ngay lập tức chế độ nhà nước của Ukraine. Điều đó sẽ đạt được bằng một cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm điều khiển, lưới điện, cầu, bến cảng và tuyến đường sắt. Theo Pravda, đây là lời cảnh báo để phương Tây cần suy nghĩ kỹ xem liệu có đáng để tiếp tục gây thất bại chiến lược đối với Liên bang Nga hay không. Ngoài ra, giới chức Ukraine ghi nhận Nga đã có 16 lần sử dụng tên lửa siêu vượt âm để tập kích thủ đô Kiev từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại. Cơ quan chỉ huy quân sự Kiev ngày 1 tháng 4 công bố họ đã thống kê được hơn 180 vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhắm vào thành phố này. Trong số này, 5 lần quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zircon và 11 lần sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinza Nga còn phóng 4 loại tên lửa khác nhắm mục tiêu Kiev, gồm tên lửa hành trình Kalib, tên lửa hành trình Kh-69, tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa hành trình Kh-101. Zircon là một trong những vũ khí siêu vượt âm do Nga phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiết lộ về tên lửa Zircon trong bài phát biểu hồi tháng 2 năm 2019, cho biết vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất trong phạm vi 1.000 km với tốc độ hơn 11.000 km một giờ, gấp 9 lần âm thanh. Không quân Ukraine trước đó thông báo đã bắn hạ tên lửa đạn đạo do Nga phóng từ bán đảo Crimea nhằm vào thủ đô Kiev. Cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine sau đó cho biết hai quả đạn đã bị đánh chặn là tên lửa siêu vật âm Zircon, đồng thời đang ảnh mảnh vỡ tên lửa bị bắn hạ trong vụ tập kích. Giới phân tích quân sự cho rằng vũ khí siêu vật âm sẽ thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Nó có thể đánh trúng mục tiêu trước khi hệ thống phòng không đối phương kịp trở tay, đủ sức đe dọa các mục tiêu được bảo vệ kiên cố và nằm sâu trong vùng đối phương kiểm soát. Tổng thống Nga Putin từng ca ngợi Kinza là mẫu tên lửa bất khả chiến bại, song giới chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố bắn hạ tên lửa này. Cuộc xung đột tại Ukraine đang xuất hiện những diễn biến mới khi thời tiết chuyển sang giai đoạn ấm áp hơn. Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK công bố ngày 1 tháng 4 cho thấy Nga có thể tái định hình các nỗ lực quân sự để tập trung tấn công mạnh mẽ vào phần phía tây của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nếu điều này thực sự diễn ra, sự thay đổi mang tính chiến lược đó có thể cho thấy cách tiếp cận hẹp hơn nhưng mạnh mẽ hơn của nga trong tương lai gần theo isvk khu vực xung quanh adipka thành phố quan trọng dọc theo chiến tuyến ở tỉnh donetsk hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của nga nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của hoạt động quân sự tăng cường suy đoán này được củng cố bằng việc nga đã triển khai một số lượng lớn tiểu đoàn xe tăng báo hiệu quyết tâm thực hiện các hoạt động tấn công quyết liệt trong khu vực không thể phủ nhận vai trò chiến lược của adipka và các vùng lân cận. Adipka nằm ở giao điểm quan trọng, vì thế bất cứ chuyển động nào của Nga tại thành phố này cũng đều được xem xét kỹ lưỡng để tìm ra manh mối về chiến lược rộng lớn hơn. Đánh giá của ISVK thu hút sự chú ý vào cuộc xung đột ngày 30 tháng 3 khi quân đội Ukraine được cho là đã đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga. Đây là cuộc tấn công cơ giới lớn đầu tiên mà Nga thực hiện sau khi giành quyền kiểm soát Adipka với việc triển khai 36 xe tăng, và 12 xe chiến đấu bộ binh giao tranh diễn ra gần làng Tonenke phía tây Adipka. ISVK cho biết quân đội Ukraine đã phải huy động các nguồn lực mạnh mẽ để chống lại cuộc tấn công của Nga và đạt được một số thành công bước đầu. Theo ISVK, việc Ukraine chống lại cuộc tấn công quy mô lớn như vậy một cách hiệu quả là minh chứng cho khả năng phục hồi và sự nhạy bén trong chiến thuật của Kiev. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần được cung cấp thêm nhiều đạn dược và vũ khí hơn để có thể đạt được những bước tiến đáng kể. Trong khi sự chú ý đang tập trung vào khu vực Donetsk, tình hình trên toàn bộ chiến tuyến vẫn phức tạp và thiếu ổn định. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishkin cho rằng nhiều khả năng Nga sẽ tấn công ở những khu vực khác, trong đó có việc gia tăng hoạt động xung quanh Kharkov. Tuy vậy, ISVK lưu ý khả năng của Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên nhiều khu vực có thể bị hạn chế đáng kể. Tổng thống Ukraine Zelensky đánh giá tình hình trên chiến trường đang có sự ổn định, song ông vẫn cảnh báo trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga dự kiến diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Tình báo quốc phòng Anh và nhiều blogger quân sự dẫn các nguồn tin trên thực địa cho biết một phần tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine ở mặt trận phía đông dường như đã rơi vào tay Nga trong tuần qua. Tuyên bố của Anh được chia sẻ trên mạng xã hội X trước kia là Twitter cho biết các lực lượng Nga đã duy trì tiến độ dần về phía tây Adipka. Vào cuối tháng 3 năm 2024, họ gần như giành quyền kiểm soát hai ngôi làng Tonenke và Olipka và hiện đang tiếp tục nỗ lực chiếm giữ các ngôi làng khác trong khu vực. Mặc dù các ngôi làng này có ít tầm quan trọng chiến lược, nhưng chúng hợp thành một phần của tuyến phòng thủ mà Ukraine phải gắng sức rất nhiều để giữ vững sau khi bị buộc phải rút lui khỏi Adipka. Sự thất bại của Ukraine tại Adipka khoảng một tháng sau các cuộc giao tranh kéo dài không chỉ cho thấy quyết tâm của Moscow mà còn thể hiện sự thiếu vững chãi của tuyến phòng thủ nước Nga. Cơ quan tình báo Anh cho biết thêm, Nga có một số lượng lớn binh sĩ và đạn dược trong khu vực, nhiều hơn đáng kể so với Ukraine. Ước tính, Moscow có thể bổ sung thêm 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Đánh giá của Anh đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng về tình hình của Ukraine vào thời điểm mà triển vọng của Kiev trong cuộc xung đột ngày càng ảm đạm. Một số dấu hiệu khác cho thấy tình hình ngày càng ảm đạm của Ukraine xuất hiện khi các blogger quân sự cho biết Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể về phía Chasovya, thành trì chính của Ukraine bên ngoài thành phố Bakhmut mà Moscow đã chiếm được sau một trận chiến kéo dài nhiều tháng. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, tờ báo Pháp Le Figaro mới đây đã nêu tên 5 kịch bản về sự tham gia của Pháp vào cuộc xung đột Ukraine, trong đó có nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Theo báo này, về phía Nga, một khi cảm thấy đang ở trong tình trạng nguy cấp thì Moscow hoàn toàn có thể sử dụng đến kho vũ khí hủy diệt của mình và khi đó sẽ chẳng có ai giành được chiến thắng mà tất cả đều thua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 tuyên bố không loại trừ sự xuất hiện của binh sĩ lực lượng vũ trang Pháp ở Ukraine và đến tháng 3, ông lại một lần nữa nói rằng chúng ta cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Tờ báo nổi tiếng của Pháp Le Figaro đã cố gắng tìm hiểu xem các binh sĩ lực lượng vũ trang Pháp sẽ làm gì ở Ukraina nếu quyết định gây chấn động này thực sự được Quốc hội Pháp thông qua? Ấn phẩm Pháp đã xem xét 5 kịch bản có thể xảy ra đối với sự tham gia trực tiếp của Paris vào cuộc xung đột Ukraina. Hai kịch bản đầu tiên không liên quan đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Pháp và Nga. Những kịch bản này bao gồm việc Pháp có thể xây dựng các nhà máy quân sự trên lãnh thổ Ukraina và hỗ trợ Kyiv ra phá bom mìn và huấn luyện binh lính. Ấn phẩm Pháp đã xây dựng tiếp 3 phương án còn lại trong đó để ngỏ sự gia tăng tình hình căng thẳng với sự tham gia của quân đội nước này trong cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine, với một kịch bản có 100% khả năng là binh sĩ Pháp sẽ đụng độ trực tiếp với quân đội Nga. Theo giới phân tích, nếu kịch bản cực đoan nhất xảy ra, không chỉ lực lượng vũ trang Pháp bị thiệt hại nặng nề, mà ngay cả nước Pháp cũng lâm vào tình trạng nguy cấp bởi Nga không chỉ là nước có quân đội hùng mạnh, mà còn là một cường quốc hạt nhân số một thế giới. Nếu một khi cảm thấy đang ở trong tình trạng nguy cấp thì Moscow hoàn toàn có thể sử dụng đến khỏi vũ khí hủy diệt của mình và khi đó sẽ chẳng có ai giành được chiến thắng mà tất cả đều thua. Trước đó, hãng tin Bloomberg cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang không hài lòng với ông Macron sau khi Tổng thống Pháp cho rằng việc NATO triển khai quân đội tới Ukraine là hành động cần thiết để ngăn Nga đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột. Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ những tuyên bố của ông Macron có thể khơi mào cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga nhiều thành viên của liên minh đã chỉ trích kế hoạch này trong một cuộc họp kín. Một quan chức Mỹ khác nhận định rằng ông Macron muốn gây sức ép lên Moscow, nhưng điều này có thể phản tác dụng. Ngoài ra, động thái của Tổng thống Pháp cũng không hợp lý theo góc độ quân sự bởi một số quốc gia phương Tây đã điều một lượng nhỏ binh sĩ tới Ukraine. Ngoài ra, theo tờ Le Monde của Pháp cũng cho rằng những cam kết ủng hộ Ukraine của ông Macron đang trở thành gánh nặng với ngân sách của nước này. Theo đó, chính phủ Pháp muốn cắt giảm 10 tỷ euro ngân sách để ngăn chặn thâm hụt trong năm tài khóa 2024. Trong bối cảnh ấy, ông Macron lại cam kết viện trợ thêm 3 tỷ euro cho Ukraine, khiến cho Paris lâm vào khó khăn cả về chính trị lẫn tài chính. Truyền thông Pháp nhận định, chính phủ của ông Macron sẽ phải sử dụng nhiều biện pháp để giữ lời hứa với Ukraine, bao gồm chuyển đổi một số khoản đóng góp trong quỹ EU hoặc tăng giá các loại vũ khí viện trợ cho Kiev. Ngày 2 tháng 4, Belarus bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở khu vực biên giới với Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU là Litva và Ba Lan. Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở hai khu vực Gomel và Grodno. Mục đích tập trận nhằm huấn luyện các sĩ quan và binh sĩ phòng thủ khu vực, cách thức bảo vệ những khu vực tương ứng của họ, cũng như cách thức hành động trong trường hợp thiết quân luật được ban hành. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Belarus với các nước láng giềng phương Tây và Ukraine đã xấu đi trong vài năm qua. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin cũng thông báo đã kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của các binh chủng quân chủng của nước này. Thông báo cho biết, cuộc kiểm tra mang tính tổng hợp, trong đó, binh sĩ sẽ hành quân đến các khu vực định sẵn, tiến hành một loạt cuộc tập trận và huấn luyện, trong đó có bắn đạn thật. Bộ trưởng Krenin cho biết tình hình chính trị, quân sự và cấu trúc quân sự, chính trị tại châu Âu đã thay đổi căn bản đối đầu giữa phương Tây và phương Đông đã chuyển sang giai đoạn căng thẳng. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới học thuyết quân sự của Belarus. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh học thuyết mới vẫn duy trì khát vọng hòa bình của nhân dân Belarus. Theo đó, Belarus không xem bất kỳ dân tộc nào là đối thủ, bất kể hành động của chính phủ các nước này như thế nào. Ông Krenin nhấn mạnh học thuyết quân sự mới chú trọng không để xảy ra xung đột vũ trang, trước hết bằng các biện pháp gian đe chiến lược, xây dựng hệ thống quan hệ kiềm chế quá trình xuất hiện mâu thuẫn giữa các quốc gia, duy trì cân bằng lợi ích quốc gia với lợi ích các nước khác, đảm bảo ổn định và chung sống hòa bình. Học thuyết mới cũng xem việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật là biện pháp bắt buộc phải thực hiện trong khuôn khổ răn đe chiến lược trước các mối đe dọa. Ở diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa qua cũng từng tiến hành thị sát đơn vị xe tăng gần biên giới với Litva, yêu cầu họ sẵn sàng khai hỏa loại bỏ mục tiêu nếu có hành vi xâm phạm lãnh thổ. Ông Lukashenko nói khi thị sát tiểu đoàn xe tăng đóng tại thị trấn Asmiani sát biên giới với Litva rằng Tôi tuyên bố công khai rằng mọi động thái thách thức đều phải bị ngăn chặn bằng biện pháp quân sự. Mọi hành động xâm phạm biên giới quốc gia sẽ kích hoạt mệnh lệnh bắn loại bỏ. Theo đó, quan hệ song phương giữa Minsk và Vilnius xấu đi rõ rệt những năm gần đây trong bối cảnh Litva, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO thể hiện ủng hộ phe đối lập chống lại Tổng thống Lukashenko. Tài liệu do hãng thông tấn Đức DPA thu thập cho biết các chuyên gia của Quốc hội Đức đã đánh giá tác động của một cuộc tấn công từ Nga trong trường hợp các lực lượng NATO chính thức được triển khai ở Ukraine. Báo cáo do các chuyên gia của Quốc hội Đức soạn thảo cho biết, Điều 5 của Liên minh quân sự NATO quy định các thành viên trong khối sẽ phản ứng bằng biện pháp quân sự nếu một nước thành viên bị tấn công. Nhưng quy định này không áp dụng trong trường hợp binh sĩ NATO chính thức được huy động tới Ukraine. Các chuyên gia kết luận, nếu quân đội của một hoặc nhiều nước thành viên NATO tham gia nhiệm vụ phòng thủ theo hướng có lợi cho Ukraine, trong xung đột Nga-Ukraine và bị tấn công bởi các thế lực như Nga ở các khu vực chiến sự thì điều năm không được áp dụng. Báo cáo cũng cho biết Pháp có quyền đưa quân tới Ukraine theo điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc để hỗ trợ Kiev phòng vệ. Điều 51 quy định việc tự vệ bằng vũ lực được một hay nhiều quốc gia thực hiện trong khi Hội đồng Bảo an chưa có quyết định áp dụng biện pháp cần thiết. Các chuyên gia Đức lưu ý, một hoặc nhiều nước thành viên NATO nào đưa quân đến Ukraine không đồng nghĩa tất cả các thành viên còn lại trong liên minh đều can dự vào xung đột. Báo cáo nhấn mạnh, đó sẽ là nhiệm vụ quân sự riêng của một hoặc nhiều quốc gia và không liên quan đến NATO. Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn Moscow tại cuộc hội đàm về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, ông Konstantin Gavrilov nhận định mối quan hệ hiện tại giữa Nga và NATO thậm chí còn tệ hơn thời điểm chiến tranh lạnh. Ông Gavrilov cho biết, ở thời điểm đó, Hầu như tất cả các tuyên bố của NATO đều bắt đầu bằng việc đánh giá khả năng Liên Xô và các đồng minh Đông Âu có thể triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn vào khối này. Ông nói thêm, những lập luận tương tự cũng thường xuyên xuất hiện trong tuyên bố của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu ngày nay. Nhà ngoại giao Nga này cũng cho biết, Nga đã bị xem là mối đe dọa trực tiếp trong khái niệm chiến lược mới của NATO vào năm 2022. Ông nhấn mạnh, châu Âu chỉ thực sự cảm thấy yên tâm khi biên giới của họ được ngăn cách với chúng tôi bằng hàng rào thép gai. Vào ngày 1 tháng 4, khi được Erdoganovosti hỏi về tuyên bố hồi tháng 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến khả năng NATO sẽ gửi quân đội tới Ukraine trong tương lai. Ông Gavrilov cho biết, Moscow sẽ sẵn sàng cho mọi diễn biến có thể xảy ra. Nga đã cảnh báo bất kỳ binh sĩ Pháp nào được triển khai ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông cho biết, các chiến lược gia phương Tây nên nhận ra rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp trả mọi lúc nếu họ bỏ qua điều cấm kỵ và triển khai quân đội tại Kiev. Liên quan đến những cảnh báo của tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính trị gia phương Tây về việc mục tiêu tiếp theo của Moscow sẽ là NATO sau khi cuộc xung đột với Ukraine kết thúc, nhà ngoại giao cho biết, luận điệu này là nhằm chuyển hướng dư luận khỏi những khoản viện trợ không mấy hiệu quả tại Ukraine, phần lớn do nạn tham nhũng, cũng như kêu gọi sự ủng hộ của người dân trong việc vực dậy ngành công nghiệp quốc phòng. Vào tuần trước, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không có việc Nga tấn công châu Âu sau khi giành chiến thắng tại Ukraine. Vừa qua, phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, lãnh đạo tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết, Nga đã xây tuyến đường sắt trong hơn một năm nay để kết nối với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Khi quá trình này hoàn tất, có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng. Tổ Telegraph ngày 2 tháng 4 dẫn thông tin từ lãnh đạo tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết, Moscow sắp hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt nối từ thành phố Rostov-on-Don của Nga đến thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. Phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, ông Budanov cho biết Nga đã xây tuyến đường sắt trong hơn một năm nay để kết nối với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Ông Budanov nói, quá trình này gần như đã hoàn tất và nó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Kiev có thể giải quyết vấn đề này, song không nêu chi tiết. Ông nói, tôi hy vọng bằng cách nào đó chúng tôi có thể xử lý được phần đường sắt trên đất liền. Mọi người đều đã có kinh nghiệm và điều này dễ hơn vấn đề ở cầu Crimea. Tuyến đường sắt do Moscow lên kế hoạch xây dựng nhằm nối thành phố Rostov-on-Don và Crimea với mục tiêu thay thế cho việc lưu thông từ Nga đến bãi đảo Crimea thông qua cầu Crimea, tức cầu Kursk. Ukraine thường xuyên tấn công và hai lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho cầu Crimea kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Giao thông trên bộ và đường sắt qua cây cầu này liên tục bị gián đoạn. Tuyến đường sắt đi qua nhiều lãnh thổ quan trọng ở Ukraine đang do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Mariupol và bedians. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ tiếp tục khôi phục tuyến đường sắt trên. Ông Putin nói, tôi được thông báo rằng đường sắt từ Rostov-on-Don đến Donetsk, Mariupol và bedians đã được khôi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này và sớm thôi các chuyến tàu sẽ đi thẳng đến Sevastopol. Đây sẽ là một con đường khác thay thế cho cầu Crimea. Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết, bằng cách xây dựng một tuyến đường sắt, chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề quân sự. Và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc, quặng sắt, than đá và các mặt hàng khác. Ông Balitsky cho biết, tuyến đường sắt mới được Tổng thống Putin đề cập sẽ đi theo hướng khiến nó ít bị ảnh hưởng bởi pháo kích của Ukraine hơn. Ông Balitsky cho biết, công việc xây dựng tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào cuối mùa hè. Việc tiếp cận Crimea là nguồn gốc của những vấn đề lớn đối với Điện Kremlin, cho đến khi cây cầu Kerch dài khoảng 20 km, trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, nối liền Crimea với bờ biển Đen của Nga, được khánh thành vào năm 2018. Cây cầu là huyết mạch tiếp tế chính cho quân đội Nga ở miền nam Ukraina, cho phép họ nhanh chóng triển khai binh sĩ và đạn dược từ miền nam nước Nga tới tiền tuyến. Ukraina đã tấn công cầu Kerch nối Nga với Crimea nhiều lần kể từ khi xung đột nổ ra và mô tả cơ sở hạ tầng này là mục tiêu hợp pháp, tuyên bố sẽ tấn công bất cứ khi nào có thể. Một cuộc tấn công lớn vào cây cầu hồi tháng 10 năm 2022 khiến nó bị phá hủy một phần. Giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu cũng thường xuyên bị gián đoạn do có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Điện Kremlin ngày 1 tháng 4 đã bác bỏ thông tin cho rằng tình báo quân đội Nga có thể đứng sau căn bệnh bí ẩn mang tên hội chứng Havana mà các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ trên toàn cầu mắc phải. Theo Reuters, Insider, một nhóm truyền thông điều tra tập trung vào Nga đặt tại Riga, Latvia đưa tin. Các thành viên của đơn vị tình báo quân sự Nga GRU mang số hiệu 29155 đã được bố trí tại những nơi mà nhân viên Mỹ bị bệnh bí ẩn. Kết quả điều tra cho thấy các thành viên của đơn vị trên đã được nhận thưởng và thăng chức vì liên quan tới việc phát triển các vũ khí âm thanh không gây chết người. Ngoài ra, vụ việc đầu tiên mà một người có triệu chứng hội chứng Havana có thể xảy ra vào năm 2014. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, trong nhiều năm qua Chủ đề về cái gọi là hội chứng Havana đã bị phóng đại trên báo chí và ngay từ đầu nó đã gắn liền với những cáo buộc chống lại Nga. Tuy nhiên, chưa có ai từng công bố hay đưa ra bằng chứng thuyết phục nào về những cáo buộc vô căn cứ đó ở bất cứ đâu. Vì vậy, tất cả những điều này chẳng qua là những cáo buộc vô căn cứ của giới truyền thông. Mỹ cho biết, một quan chức cấp cao của lầu Năm Góc đã trải qua các triệu chứng tương tự như những triệu chứng liên quan đến hội chứng Havana trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius năm ngoái. Các triệu chứng của bệnh bí ẩn này bao gồm đau nửa đầu, buồn nôn, mất trí nhớ và chóng mặt. Hội chứng Havana được cho là xuất hiện đầu tiên trong số các nhà ngoại giao Mỹ và Canada tại thủ đô Cuba vào năm 2016. Những người này bị nhức đầu, buồn nôn và tổn thương não sau khi nghe những âm thanh lạ ở tần số cao. Tuy nhiên, một báo cáo cho biết, vụ việc đầu tiên có triệu chứng hội chứng Havana có thể xảy ra từ trước năm 2016. Nó có thể xảy ra các cuộc tấn công hai năm trước đó ở Frankfurt của Đức, khi một nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại lãnh sự quán ở đó đã bị đánh bất tỉnh bởi một thứ gì đó giống như một chùm năng lượng mạnh. Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Havana vào năm 2021, cho phép Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, các cơ quan chính phủ khác thanh toán cho các nhân viên bị ảnh hưởng bởi hội chứng Havana trong quá trình làm việc và cả gia đình họ. Vào năm 2023, điều tra tình báo của Mỹ cho rằng rất khó có khả năng một nước đối nghịch có liên quan đến hội chứng này. Trong một diễn biến khác, Viện Y tế Quốc gia Mỹ trước đó đã công bố kết quả của nghiên cứu thực hiện trong 5 năm trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Theo đó, các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ không tìm được lời giải thích cho các vấn đề sức khỏe như đau đầu, mất thăng bằng và khó ngủ mà các nhà ngoại giao Mỹ báo cáo. Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã tiến hành một loạt xét nghiệm nâng cao nhưng không tìm thấy tổn thương hoặc thoái hóa não nào. Qua hình ảnh chụp cộng hưởng từ MRI, họ cũng không phát hiện khác biệt đáng kể nào về thể tích, cấu trúc hoặc chất trắng của não, dấu hiệu chấn thương hoặc thoái hóa khi so sánh nạn nhân của hội chứng Havana với các nhân viên chính phủ khỏe mạnh có công việc tương tự, bao gồm cả một số người làm cùng đại sứ quán. Hãng thông tấn RIA Novosti Nga vừa qua cho biết nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm 11 nước BRICS đang nỗ lực trong việc mở rộng hình thức thanh toán không sử dụng đồng đô la Mỹ và SWIFT. Kế hoạch trước mắt bao gồm việc tạo ra hệ thống thanh toán quốc tế dựa trên công nghệ blockchain để triển khai hệ thống số BRICS. Cơ chế đa tiền tệ phi tập trung sẽ giúp Nga vượt qua các biện pháp trừng phạt của phương Tây, tăng cường ảnh hưởng kinh tế của BRICS và đẩy nhanh sự xuất hiện của một loại tiền tệ siêu quốc gia. Điều này đã được coi là mối đe dọa trực tiếp đối với đồng tiền siêu quyền lực của Mỹ. Tránh sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ là một trong những mục tiêu chính của BRICS. Ví dụ, với Trung Quốc, 95% giao dịch thương mại được thực hiện bằng đồng rút và nhân dân tệ. Mới đây, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov đã công bố ý định của các nước BRICS là tạo ra một hệ thống thanh toán dựa trên công nghệ tiền kỹ thuật số blockchain. Nhiệm vụ là phát triển một dịch vụ thanh toán hiện đại, hiệu quả, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và quan trọng nhất là không bị ảnh hưởng chính trị với tên thí điểm BRICS. Guzen Prosenko, giám đốc điều hành của Alpha Forex cho rằng rất có thể đây sẽ là nền tảng chung của các ngân hàng trung ương BRICS. Thông qua hệ thống, các quốc gia BRICS sẽ có thể thanh toán qua lại lẫn nhau. Ưu điểm của hệ thống mới là tính bảo mật, xử lý thanh toán nhanh, rủi ro chính trị thấp. Ngoài ra, đây còn là một cách hiệu quả để tránh trừng phạt. Tạp chí Forbes dẫn lời nhà kinh tế Janis Varoufakis, cựu bộ trưởng tài chính Hy Lạp, điều này nguy hiểm đối với ảnh hưởng của Mỹ hơn là vũ khí hạt nhân. Theo ông Vladislav Antonov, nhà phân tích tài chính tại BitRiver, hệ thống thanh toán của BRICS thực sự có thể vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh. Lý do thứ nhất là các nước BRICS và các quốc gia tham gia khác sẽ có thể thực hiện thanh toán qua lại lẫn nhau mà không cần thông qua đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ làm suy yếu vai trò của đồng đô la Mỹ trong vai trò phương tiện thanh toán quốc tế và tiền dự trữ chính. Thứ hai, hệ thống tiền điện tử phi tập trung trên blockchain khó theo dõi hơn nhiều. Điều này sẽ cho phép giao thương với nga mà không sợ bị trừng phạt thứ cấp. Thứ ba, BRICS sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với SWIFT do phương Tây kiểm soát. Điều này sẽ củng cố tính đa cực trong tài chính toàn cầu, làm suy yếu sự thống trị của phương Tây và EU. Cuối cùng, việc ra mắt thành công hệ thống thanh toán của riêng khối sẽ giúp BRIC tăng cường khả năng hội nhập kinh tế, ảnh hưởng tài chính cũng như chính trị của khối này trên trường quốc tế. Trước đó, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Nga Envira Napiulina cho biết hiện tỷ lệ thanh toán dùng đồng nội tệ của nước này với các nước thuộc khối BRIC đã tăng lên đến 85%. Bà Envira Napiulina cũng nêu rõ thị phần của các nước thuộc BRICS trong cán cân thương mại của Nga cũng tăng lên 40% từ các mức 30% của năm 2022 và 20% của năm 2021, khi tỷ lệ thanh toán dùng nội tệ ở mức 26%. Nga đang thảo luận với các nước BRICS liên kết hệ thống chuyển tin nhắn tài chính, SPFS, hệ thống do Nga phát triển tương tự Swift. Theo bà Envira Nabiulina, trong năm 2024, với vai trò chủ tịch luân phiên của BRICS, Nga sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán hệ thống thanh toán bằng nội tệ của khối này. Cùng với đó, khối BRICS cũng sẽ thảo luận phát triển công nghệ tài chính, vấn đề an ninh số trong lĩnh vực tài chính, nhiệm vụ phát triển bền vững và thích ứng nền kinh tế với các biến đổi khí hậu. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua một vị tướng Israel cảnh báo nếu cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah nổ ra thì kịch bản sẽ dữ dội và khốc liệt nhiều hơn với cuộc giao tranh với Hamas ở dài Gaza. Hezbollah với tiềm lực quân sự mạnh hơn có thể phóng gấp đôi số tên lửa mỗi ngày so với Hamas. Một vị tướng Israel cảnh báo, cuộc chiến tổng lực tiềm năng giữa Israel với Hezbollah sẽ dữ dội và khốc liệt hơn nhiều so với cuộc giao tranh với Hamas ở giải Gaza. Ông ước tính, Hezbollah có thể phóng 5.000 quả tên lửa tấn công Israel mỗi ngày, gấp đôi so với những gì Hamas đã làm. Israel đã và đang tăng cường dự trữ khẩn cấp các nguyên liệu thô cơ bản, bao gồm thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế ở quy mô chưa từng có lên tới hơn 545 triệu đô la Mỹ trong những tháng gần đây để chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện tiềm năng với Hezbollah. Điều này đã được người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia NEMA của Bộ Quốc phòng Israel, chuẩn tướng Yoram Laredo xác nhận. Theo ông Laredo, kịch bản xung đột bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket trên diện rộng vào Israel. Quy mô của các cuộc tấn công này được ước tính lớn hơn nhiều so với những gì Israel đã chứng kiến trong những ngày đầu của cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hamas ở Gaza, đồng minh của Hezbollah. Vị tướng Israel nói thêm rằng, vào những ngày đầu tiên của cuộc giao tranh với Hamas, nhóm vũ trang Palestine ở Gaza đã phóng khoảng 2.500 quả tên lửa về phía Israel. Tuy nhiên, tỷ lệ tên lửa trung bình hàng ngày Hezbollah phóng vào Israel trong cuộc chiến tổng lực tiềm năng giữa hai bên sẽ gấp đôi con số trên. Tức là 5.000 tên lửa sẽ được phóng vào Israel mỗi ngày, gây ra mối đe dọa đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Theo ông, tác động ngay lập tức của một cuộc giao tranh tổng lực giữa Israel với Hezbollah sẽ là việc cung cấp khí đốt tự nhiên nguồn tạo ra khoảng 70% điện năng của Israel. Trong bối cảnh giao tranh hàng ngày giữa Israel và Hezbollah ở Liban ngày càng dữ dội trong gần 6 tháng qua và khả năng xảy ra một cuộc giao tranh toàn diện ngày càng tăng, tướng Laredo cảnh báo nếu giao tranh xảy ra, nó sẽ nổ ra bất ngờ, dù là do Israel hay Hezbollah khởi xướng. Trước đó, ông Steven Cook, thành viên cấp cao về nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, nhận định với tạp chí Foreign Policy mới đây rằng có khả năng sẽ xảy ra một cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel trong vòng từ 6 đến 8 tháng tới. Theo ông Cook, điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề này nhất có thể vì hầu hết mọi thông tin về chủ đề này cho đến nay đều cho rằng Hezbollah và Israel không muốn xung đột xảy ra. Những thông tin đó dự báo tương lai dựa trên các điều kiện hiện tại, nhưng diễn biến tình hình ở Trung Đông rất khó lường. Do đó sẽ là khôn ngoan nếu các nhà phân tích và các quan chức chính phủ xem xét lại các giả định của họ. Đúng là cho đến nay, Israel và nhóm vũ trang trên ở Liban đã kiểm soát giao tranh của họ, chỉ phản ứng ăn miếng trả miếng trước nhiều hành động thách thức khác nhau. Tuy nhiên, sự kiềm chế này không có nghĩa là Hezbollah và Israel không nổ ra cuộc giao tranh tổng lực. Cho đến lúc này, ban lãnh đạo của Hezbollah và chỉ huy cấp cao của lực lượng phòng vệ Israel IDF hiện đang phải đối mặt với một loạt hạn chế đã ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện. Nhưng chúng ta không nên dựa vào những yếu tố này. Những tính toán chiến lược của Iran, quyết tâm tránh xung đột khu vực của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden, hậu quả của cuộc xung đột ở Gaza và đặc biệt là tình hình chính trị ở Mỹ để kiềm chế xung đột không nổ ra. quả thực những điều kiện này luôn có nguy cơ bị phá bỏ. Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc, ông Richard Mansour cho biết chính quyền Palestine đang muốn thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an trong tháng này nhằm công nhận tư cách thành viên đầy đủ tại Cơ quan Liên hợp quốc. Ông Mansour đã nêu rõ. Palestine muốn đưa vấn đề trên ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an trong cuộc họp cấp bộ trưởng về Trung Đông vào ngày 18 tháng 4, song kế hoạch chi tiết về cuộc bỏ phiếu vẫn chưa được lên lịch. Ông nói thêm, Palestine đã đệ đơn đăng ký là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc vào năm 2011. Tuy nhiên tới nay, hồ sơ vẫn đang chờ xử lý vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Ông khẳng định bên cạnh nỗ lực chấm dứt xung đột, sức ép toàn cầu ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải nối lại nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước với một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại song song với Israel. Để trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc, cần phải được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ có quyền phủ quyết, và sau đó cần ít nhất 2 phần 3 trên tổng số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước thông tin này. Một ủy ban của Hội đồng Bảo an đã đánh giá đơn đăng ký của Palestine vào năm 2011 trong vài tuần. Tuy nhiên, ủy ban này đã không đạt được quan điểm nhất trí và Hội đồng Bảo an chưa bao giờ bỏ phiếu về nghị quyết công nhận Palestine trở thành thành viên đầy đủ. Vào thời điểm đó, các nhà ngoại giao cho biết Palestine không có đủ sự hỗ trợ trong Hội đồng Bảo an để buộc Mỹ bỏ quyền phủ quyết, vì Washington tuyên bố phản đối động thái này. Một nghị quyết để được thông qua cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết gồm 5 nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Sau đó, ngày 30 tháng 11 năm 2012, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nâng cấp quy chế cho Palestine từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoan nghênh việc chính quyền Palestine thành lập đội các mới. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác với nội các mới của chính quyền Palestine để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi thực hiện các cải cách cần thiết. Ông Blinken nhấn mạnh một chính quyền Palestine được hồi sinh là điều cần thiết cho người dân Palestine ở cả bờ Tây và giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Mỹ sẽ hối thúc Israel bảo vệ dân thường ở Gaza, nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại giải đất này. Trong khi đó, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ lo ngại về khả năng Israel mở cuộc tấn công vào Rafah, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn. Ông Abbas cũng kêu gọi Mỹ can thiệp sau những động thái gần đây của Israel nhằm tăng cường sự hiện diện của người định cư ở bờ Tây. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 7 năm nay và tin tưởng sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu-EU công nhận nhà nước Palestine. Thông báo này được đưa ra khi ông Pedro Sanchez có mặt tại thủ đô Amman của Jordani trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Jordani, Qatar và Ả Rập Xê út. Thủ tướng Sanchez đồng thời cũng đã bày tỏ hy vọng cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hamas và Israel tại giải Gaza sẽ được giải quyết. Trước đó, Thủ tướng Sanchez cho biết ông đã nhất trí với các nhà lãnh đạo Ireland, Malta và Slovenia về việc thực hiện các bước đi đầu tiên hướng tới công nhận nhà nước Palestine bao gồm khu bờ Tây và giải Gaza mà Israel chiếm đóng. Vào tháng 11 năm ngoái, tại cuộc họp ở Tây Ban Nha, các nước Ả Rập và EU cũng đã nhất trí cho rằng giải pháp hai nhà nước là lời giải cho cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Israel đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh sự quán Iran ở Syria, khiến hai tướng lĩnh và năm quan chức khác của Iran thiệt mạng. Khi Đài CNN của Mỹ đề nghị lực lượng phòng vệ Israel IDF bình luận về vụ việc, IDF cho biết họ không bình luận về các báo cáo nước ngoài. Tuy nhiên, một phát ngôn viên quân sự nói với CNN rằng Israel tin tòa nhà của Iran bị tấn công là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds chứ không phải lãnh sự quán. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói: "Theo thông tin tình báo của chúng tôi, đây không phải là lãnh sự quán và đây cũng không phải là đại sứ quán." Tôi nhắc lại, đây không phải là lãnh sự quán và đây cũng không phải là đại sứ quán. Đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds được cải trang thành tòa nhà dân sự ở Damas. Ông Hagari cáo buộc Iran là tác nhân chính gây ra loạt hành động tàn bạo ở khu vực này bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Syria, Iraq, Yemen. Trong khi đó, phía Iran cáo buộc Israel đã tấn công vào tòa lãnh sự quán của nước này ở Syria. Theo CNN, cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damas có thể là sự gia tăng nguy hiểm nhất bên ngoài Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas-Israel bắt đầu gần 6 tháng trước. Syria và Iran đổ lỗi cho Israel về cuộc không kích, phá hủy tòa nhà lãnh sự, khiến chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng IRGC tinh nhuệ của Iran, Mohammad Reza Jahedi và một số quan chức khác, bao gồm một chỉ huy cấp cao khác là Mohammad Hadi Haji Rahimi bị thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công gần đây của Israel ở Syria nhằm vào IRGC và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban do Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Washington không thể xác nhận về bên chịu trách nhiệm trong vụ tấn công ở Syria. Theo ông Miller, trước khi chúng tôi thu thập thông tin chính xác, tôi không muốn bình luận, nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn lo ngại về bất kỳ điều gì có thể làm gia tăng xung đột trong khu vực. Cùng ngày, một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói với trang tin Axios rằng Washington không liên quan và không biết trước về cuộc tấn công. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết Washington đã thông báo trực tiếp vấn đề này với Iran. Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Nga lên án mạnh mẽ Israel về vụ tấn công, cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Chúng tôi tin rằng những hành động hung hăng như vậy của Israel là hoàn toàn không thể chấp nhận và phải chấm dứt. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cần nêu rõ quan điểm của mình và đánh giá về mặt pháp lý những hành động này. Ngày 1 tháng 4, Pháp đã đề xuất dự thảo nghị quyết về tình hình giải Gaza lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó đưa ra những giải pháp để có thể triển khai hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn ở giải đất ven biển địa Trung Hải này. Dự thảo cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza tạo điều kiện cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn cho người dân ở giải đất này, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả con tin còn lại vẫn bị bắt giữ tại Gaza. Theo đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, Nicolas de Rivier sẽ mất nhiều thời gian để thảo luận và xem xét những vấn đề được đề cập trong dự thảo. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết nào của một trong bốn ủy viên thường trực còn lại trong Hội đồng Bảo an, gồm Mỹ, Anh, Nga và Trung Quốc. Hồi tháng 3, Mỹ đã bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Nghị quyết này yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn. Nghị quyết này được đánh giá mang tính đột phá, do đó là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết như vậy kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát. Tuy nhiên, các bên xung đột cho đến nay vẫn chưa tuân thủ nghị quyết này. Đối với dự thảo nghị quyết mà Pháp đưa ra, ngoài những nỗ lực kêu gọi chấm dứt xung đột, dự thảo cũng nhấn mạnh sự cấp thiết đạt được một giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Hamas-Israel hiện nay, thông qua một lộ trình đàm phán kiên quyết với những biện pháp không thể đảo ngược. Tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Shameh Shokri ngày 1 tháng 4 đã cảnh báo việc tiếp diễn tình trạng thảm khốc ở giải Gaza trong cuộc hội đàm tại Cairo với người đồng cấp New Zealand. Ông Winston Peters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zahid cho biết, cuộc gặp giữa ông Sokri và ông Peters đề cập đến những diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở giải Gaza. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Ai Cập Sokri kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đảm bảo thực thi nghị quyết 2728 yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza và cho phép tiếp cận viện trợ không bị cản trở để làm giảm bớt tình trạng nhân đạo thảm khốc ở vùng đất của Palestine người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng tái khẳng định lập trường của nước này bác bỏ bất kỳ hành động cưỡng bức di rời nào đối với người dân Gaza và bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Về phần mình, Ngoại trưởng New Zealand Peters đánh giá cao nỗ lực trung gian hòa giải của Ai Cập nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và cung cấp viện trợ cho lãnh thổ Palestine. Hai ngoại trưởng Ai Cập và New Zealand cũng bàn về những diễn biến ở Libya và Syria, cũng như các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trên biển đỏ gây ra bởi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen và các tác động của tình hình bất ổn hiện nay đối với dòng chảy thương mại quốc tế qua kênh đào Suez của Ai Cập. Nhân dịp này, ông Peters cũng thông báo quyết định của chính phủ New Zealand sẽ cung cấp 6 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho Gaza và Sudan. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng Ai Cập và New Zealand diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hai bên kêu gọi tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Theo trang Business Insider, nghị sĩ Tim Gunnberg tại Hạ viện Mỹ đang phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội sau khi đề xuất Mỹ thả bom hạt nhân xuống giải Gaza. Theo đài RT Nga, nghị sĩ này còn kêu gọi hành động như vậy ở Ukraine. Cụ thể, trong một video được đăng trên mạng xã hội X Twitter, có thể nghe thấy nghị sĩ đến từ bang Michigan này nói, cần phải giống như Nagasaki và Hiroshima, hai thành phố của Nhật Bản bị Mỹ ném bom hạt nhân trong Thế chiến thứ hai. Ông nói Mỹ tốt hơn nên lấy tiền viện trợ cho giải Gaza để chuyển sang hỗ trợ Israel, quốc gia mà ông gọi là đồng minh lớn nhất của Washington. Ông Wannberg nhấn mạnh, chúng ta không nên chi một xu nào cho viện trợ nhân đạo, cần phải giống như Nagasaki và Hiroshima, hãy nhanh chóng giải quyết. Ông nói thêm, điều tương tự cũng nên xảy ra ở Ukraine, hãy đánh bại ông Putin nhanh chóng, thay vì 80% số tiền ở Ukraine được sử dụng cho mục đích nhân đạo thì nên dùng 80 đến 100% để loại bỏ lực lượng Nga. Mai Roke, người phát ngôn của Hạ nghị sĩ Wanberg cho biết, phát ngôn của ông Wanberg được đưa ra là để trả lời cho câu hỏi về việc quân đội Mỹ được triển khai tới Gaza nhằm xây dựng cảng phục vụ viện trợ cho người Palestine. Văn phòng của hàng nghị sĩ Wanberg đã cung cấp thêm bản ghi phần còn lại câu trả lời của ông tại tòa thị chính, trong đó cho thấy ông Wanberg tiếp tục nói rằng điều tương tự nên áp dụng ở Ukraine để đánh bại Tổng thống Putin. Theo quan điểm của ông Wanberg, thay vì sử dụng viện trợ của Mỹ cho Ukraine với mục đích nhân đạo thì nên được dùng để quét sạch lực lượng Nga nếu đó là điều chúng ta muốn làm. Hơn 18 giờ sau khi phát ngôn của ông Wanberg được lan truyền, nghị sĩ này đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội X ông bước nói trong một đoạn clip ngắn tôi đã sử dụng một phép ẩn dụ để truyền tải tình thế cấp thiết mà cả israel và ukraina đều phải đối mặt để giành thắng lợi càng nhanh càng tốt mà không khiến quân đội mỹ gặp nguy hiểm lập luận của tôi hoàn toàn trái ngược với những gì được đưa tin những cuộc xung đột này kết thúc càng nhanh thì càng ít sinh mạng vô tội bị vướng vào làn đạn chi nhánh michigan của hội đồng quan hệ mỹ hồi giáo cair gọi bình luận của nghị sĩ vnberg là lời kêu gọi rõ ràng về tội diệt chủng của một thành viên quốc hội và nói rằng nhận xét của ông nên bị lên án bởi tất cả những người mỹ coi trọng mạng sống con người và luật pháp quốc tế dawood walid giám đốc điều hành cir cho biết việc vô tình kêu gọi một điều gì đó có khả năng lấy đi mạng sống của tất cả mọi người dân trên giải gaza sẽ gửi đi một thông điệp lạnh lùng rằng mạng sống của người palestine không có giá trị chính sự mất nhân tính đối với người dân palestine đã dẫn đến sự tàn sát và đau khổ đang diễn ra mà chúng ta thấy hàng ngày ở gaza và bờ tây Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo IRGC xác nhận rằng bảy sĩ quan, bao gồm thiếu tướng Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi, đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damas vừa qua. Ông Zahedi là chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds, đơn vị IRGC được giao nhiệm vụ hoạt động ở nước ngoài, và Rahimi là cấp phó của ông. Sau vụ việc, Israel đã từ chối bình luận, dù từng nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Iran trong kế hoạch quân sự kéo dài 6 tháng ở giải Gaza. Dù vậy, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, vẫn đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã mô tả vụ tập kích là vi phạm trắng trợn hiền trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự. Phái đoàn kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công và cho biết Tehran duy trì quyền thực hiện phản ứng quyết liệt. Nga, Trung Quốc và các nước Hồi giáo như Iraq, Jordani, Oman, Pakistan, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng lên án vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington lo ngại bất cứ điều gì có thể dẫn đến gia tăng xung đột trong khu vực, nhưng hy vọng vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giải cứu con tin Israel đang bị Hamas giữ. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thời điểm đó cũng chưa lên tiếng về vụ tấn công, song phát ngôn viên IDF Daniel Hagari bác thông tin tòa nhà này là lãnh sự quán Iran và cho rằng đây là tòa nhà quân sự của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC được ngụy trang thành tòa nhà dân sự ở Damas. Mặc dù chính phủ Israel hiếm khi công khai thừa nhận các cuộc không kích ở Syria, điều mà Damas liên tục tố cáo là vi phạm chủ quyền của nước này, nhưng phía Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel và Mỹ để đáp trả cuộc không kích trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn IRNA dẫn lời. Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đối phó, quyết định loại bỏ phản ứng và hình phạt đối với kẻ xâm lược. Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian cũng cảnh báo trên ích rằng đồng minh thân cận của Israel là Mỹ phải chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad cho biết đất nước của ông lên án mạnh mẽ vụ tấn công nguy hiểm này và làm thiệt mạng một số người vô tội. Kể từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra, Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở Syria chống lại lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cả hai đều ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syri, Basa al-Assad. Các chuyên gia cho rằng, lực lượng hầu thi ở Yemen cùng với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban đã tạo thành một phần của trục kháng cự của Iran, một liên minh quân sự được xây dựng trong bốn thập kỷ để chống lại sức mạnh của Israel và Mỹ ở Trung Đông. Hezbollah của Liban, lực lượng hùng mạnh nhất trong trục kháng cự, có 100.000 chiến binh, đã đấu súng với lực lượng Israel kể từ khi Hamas gây chiến với Israel nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại